Sao? Đâu? Nên vào tôi đi ạ. Cứ để chú nằm đi. Anh Lục, lấy điện thoại quay lại. Anh định cứ thế mà bỏ đi à? Việc của cô à? Người ta chỉ cần anh xin lỗi thôi. Sao anh ngông cuồng máu lạnh thế? Anh có phải là con người không? Đây là giám đốc điều hành mới của chúng ta, anh Hoàng Long. Dạ, em chào anh ạ. Tất cả mọi người, trong đó có cả anh này, đều thấy rằng giải pháp của chúng cháu là hoàn toàn hợp lý. Thưa bác, chúng ta là đối tác, bên bác bỏ tiền, bên cháu bỏ chất xám và công sức, đôi bên đều có lợi, chứ chúng cháu cũng không đi xin ạ. Anh có việc phải đi, em vào nghỉ ngơi sớm. Lần sau không uống được thì đừng có cố nữa. Không giữ chân nó được lâu hơn à? Con đã làm hết rồi, mẹ còn muốn gì nữa ạ? Mẹ, con cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Mẹ có thể không can thiệp sâu vào được không ạ? Nếu như không lôi kéo được thằng Long ấy, thì tìm cách lấy lòng bà và mẹ nó. Hôm nay bà hơi bị ăn diện đấy. Thằng cháu đích tôn đã về rồi, bà cứ tưởng là cháu không về được cơ. Lệnh mẫu hậu về ngay. Cô gái nào mà làm dâu của cô ấy, cô sẽ chiều như công chúa. Cô gái nào được về làm con dâu của cô rồi cũng sẽ trở thành con gái nha. Chị chê tôi nhà quê, chém to kho mặn. Chị chê thằng Khang quê mùa. Còn chị phố thị đấy, mà gần 50 tuổi đầu rồi, chưa kiếm được một đồng nào để nuôi thân. Đồ yêu tinh, con đàn bà độc ác xấu xa, xấu xa. Mày cướp chồng tao đấy. Mẹ làm gì thế? Kiểm mẹ ơi. Con phụ mẹ, gì? À, bà. Cướp chồng mẹ, bà đấy. Mẹ, bà. Bà làm sao thế hả bà? Sao đấy mẹ? Tất cả đứng ở đây làm gì? Quyên ơi, bà ơi, bà nhận nhầm người rồi ạ. Bố con đã rời bỏ mẹ, bây giờ con lại không nhận mẹ nữa. Mẹ sống với ai? Cô là ai mà lại xông vào nhà người ta tự nhiên như thế hả? Định khua khoáng cái gì à? Mẹ ơi, nồi nó cái cua chào rồi. Ok em đi. Này này, để ý con mụ này đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Này, này, bỏ cái chân xuống. Này, tôi đuổi bà ra khỏi nhà bây giờ đấy nhá. Làm cái gì? Bà, mẹ làm gì? Ôi trời ơi, nào ơi, tao điên lắm rồi. Tao không được đâu. Ôi, con gì? Bà, ai điên? Dạ, xếp ạ. Tôi đã thêm vài điểm cho phương án chỉnh sửa. Dạ. Cậu xem rồi bổ sung. 4 giờ chiều gửi tôi. Dạ, vâng ạ. Bỏng rồi. Đâu đưa tay em xem nào. Mẹ không biết là con với thằng Huy thân nhau như thế đấy. Con thấy thằng Huy thế nào? Liệu hai đứa có thành đôi được không? Con không phải quả bóng để mẹ đá từ chân người này sang chân người khác. Là anh hay em không quan trọng. Quan trọng là con vào nháy làm dâu. Tôi thì ai? Xuống em đi. Cô tưởng là bà. Bà nào đây? Bà xinh ác anh nhờ. Điên à? Tôi ơi. Cán bộ cho hỏi trường hợp của anh Nguyễn Lê Sinh vậy ạ. À, thế anh ấy đi rồi. Đi rồi ạ. Xin lỗi nhá. Anh phải về để con Nam nó còn biết mặt chứ. Và nó cũng cần phải biết bố đẻ của nó là ai chứ. Phải không anh?
anh đã chứng kiến em lớn lên như thế nào. Với một đứa trẻ con không có gia đình thì còn tình cảm nào thiêng liêng mà quan trọng hơn thế nữa hả anh? Nên em nghĩ dù có thế nào anh vẫn là bố đẻ của nó. Một kẻ tù tội trở về, sợ nhận nó chẳng giúp gì được cho nó, lại chút thêm gánh nặng chị ạ. Em rất muốn gặp nó nhưng nhận thì không. Này, cho em 3 ngày, nếu không trả nợ cho bọn anh sẽ chăm sóc em cực kỳ chu đáo luôn đấy. Về. Mẹ đã từng bị lừa một lần rồi, sao mẹ vẫn chứng nào thật nấy thế? Cả nhà mình đã phải bán xứ đến tận đây sống khổ sống sở rồi. Mẹ có biết thương người à? Mẹ cũng vì gia đình nhà mình mới phải làm liều thế. Mày còn cứ chỉ trích mẹ. Tiền thì ai cũng tham cả, nhưng mà mẹ ấy, mẹ cứ thấy tiền là mẹ mờ hết cả mắt lên, mẹ không biết đúng sai gì cả. Mẹ không biết thương bố, không biết thương bọn con à? Không biết thương bọn con à? Tại sao tao lại phải thương mày? Cái đồ khắc máu tanh lòng. Bây giờ tao mới biết tất cả cái tai họa này đến tai họa khác trong cái gia đình tao là do cái đứa nghiệp chướng như mày nhá. Mà tại sao mày không chọn gia đình nào? Mày lại chọn gia đình tao. Mày lại chọn gia đình tao à? Cầm bụng đi. Một đứa trẻ lớn lên mà không biết bố mẹ đẻ mình là ai đã đủ bất hạnh lắm rồi. Sự thật bà đã nói ra rồi thì bây giờ tìm nó về đi. Cũng thương chị mà. Với lại bố mẹ đẻ của chị chắc chắn vẫn còn ở đâu đấy, và em tin là họ cũng thương chị. Nếu mà yêu thương chị thì họ đã không bỏ rơi chị như thế rồi. Thôi, chắc là họ cũng phải có lý do gì đấy. Bác có chuyện gì buồn à? Không. Bác nhớ con gái bác. Vợ bác mất sớm. Bác chỉ còn mỗi mình con bé. Mà nó bận suốt. Nhiều lúc muốn gặp con cũng chẳng được cháu ạ. Thôi đừng đi tìm nữa. Bởi vì nếu mà tìm thấy người ta lại không nhận thì có phải là trớ trêu không? Mẹ với con Diệp bây giờ là người thân của con, không phải tìm ở đâu cả. Nam, đây là công ty, em vẫn nên giữ đúng chừng mực ứng xử. Em nghĩ là chị em mình chưa đủ thân thiết để chị khuyên nhủ em như thế đâu. Chị quên, tại chị thấy em cũng rất thích xen vào chuyện của người khác, thích đánh giá, nhận xét đạo đức này kia. Không dễ nghe đúng không? Nhưng ở chuyện này thì chị có quyền để nói với em. Chị đủ tư cách. Hơn nữa, chị biết được lý do tại sao gia đình anh Long lại không đồng ý em đấy. Anh muốn gì nữa? Anh đã nói rồi. Anh yêu em. Cả anh và gia đình anh không cần phải làm thêm bất cứ một việc gì để làm cho mọi thứ nó rối rắm hơn đâu.